Đọc lại nha. Rồi, cả nhà. Thấy công cụ của viết ai view dùng để làm gì? Khi lập nên một kênh YouTube thì IQ hỗ trợ cho mình kiểm tra được lượt người đăng ký, lượt người theo dõi, lượt view Em và Tâm xót ơi, view em bao nhiêu Tâm đó, lần. bây giờ mọi người bắt đầu vô Google vào Đâu rồi, vào bây giờ chữ em sẽ hướng gì, dẫn mọi gõ người cái này. gì nè, gõ gì, hồi nãy em gõ chị quên rồi. Đây. Cả nhà sẽ gõ vào đây là cửa hàng trực tuyến Chrome. À, cửa hàng trực tuyến Chrome. Rồi. Bấm vô, xong, Đó. tiếp tục lấy gì? Được chưa? Chị Rồi. các anh chị bấm vào đây. Cửa hàng trực Google tuyến Chrome, ok, giờ bấm vào. sau đó chỗ tìm kiếm này mình nhập là viết Chỗ tìm kiếm hả? IQ Tất kia mình tải xuống gì, mình có tải không? không không à, trong cái ô tìm kiếm này mình gõ viết IQ này được chưa? Chút xíu. Còn gì khác nữa? Các hộ Ủa căn thì nó hộ sẽ hiện lên trong cái màu xanh này. đợi 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 chị chút, tại vì cái Ở nhà làm cửa được cái chưa? Mọi người đã vào được cửa hàng trực tuyến chưa? chưa. Đấy, sau đó gõ vi e à vi i g i của VIDIQ. và đấy ví dụ Rồi, gõ được sai là rồi, không vào. vào được viết IQ rồi. Ok. Rồi thêm Sau vào khi hiện trang lên cái ha. ô màu xanh này thì bấm vào đây. Ok. Đấy. Thì Thêm nó vào sẽ hiện lên chữ thêm vào Chrome. Thì đây cũng là một Chrome. cái nút công cụ để hỗ trợ trong cái trình duyệt của Chrome mà. Thì mình bấm vào đây. Ok. Bấm Nó vào gọi là Add bấm vào Extension. tiện ích mở rộng luôn hả? Vào đây. No, khoan đợi chị tí xíu. Đăng ký hả? Đăng Được chưa? Chưa, từ từ. Bấm vào đây xong chưa? đúng rồi. Đó. viết.iq.com đúng không cô Tâm? Không không, vào cửa hàng trực tuyến. À, chị ông ơi, không phải là vào .com đâu, bởi .com là vào cái trang trình duyệt của nó. À thế à? Đúng rồi. Mình vào cửa Ôi hàng được trực tuyến. rồi. Đây này, vào cửa hàng trực tuyến Chrome này. Đây nhá, em nói lại nhá. Gõ cửa hàng trực tuyến này. Đấy. Tiếng Việt mà, mình cũng không cần phải gõ tiếng Anh đâu. Đấy. Thì nó sẽ hiện ra cái trang trình duyệt của cửa hàng trực tuyến này. Cái cửa hàng này nó nhiều công cụ lắm. Nói chung là để mà mình tận dụng cái cửa hàng này thì có nhiều cái hỗ trợ trên trình duyệt lắm. Còn mình bấm vào đây. Và trên cái chỗ tìm kiếm này mình có viết IQ. Viết V-I-G IQ. Video và của U là IQ là và nhấn Enter thì nó sẽ hiện lên cái này cho mình. Đấy. Phía đây của em đã thêm vào đây rồi. Thì nó đã có cái nút đã thêm. Còn của mình chưa có. Thì nó sẽ có cái nút ở đây là thêm vào. À, bấm vào đây. Bấm vào đây này. Ví dụ như của em đã cài rồi thì nó có chữ xóa khỏi Chrome. Và của mọi người sẽ là thêm vào đúng không? Đấy. Nhớ thêm vào đi. Thêm xong thì nó sẽ hiện lên trang như thế này. Hiện lên trang như thế này thì mình sẽ vào create your account, tức là mình tạo một cái tài khoản để sử dụng cái nút này. Vào create your account. Ở nhà vào được trang này chưa? Ở nhà vào được cái chỗ clip do cao Vâng, được rồi em ơi. chưa? Ok. Khi vào đây này thì mình nhập cái email của mình và email này là có trên cái trình duyệt này. Thế cái trình duyệt này mình đang lại ở mail nào thì mình sẽ nhập cái mail đó. Ví dụ mail của em ở trên trình duyệt này là dương.xg chẳng hạn. Đấy, có cái ở trình duyệt kia thì lại mail khác. Tức là mình nhập đúng cái trình duyệt đó.
Còn password thì mình đặt password mới, không phải là password của mail. Password không phải là password của mail. Được chưa? Sau khi nhập xong thì mình bấm vào create your account. Được chưa? Mình có thể bấm vào save để lưu lại mật khẩu cũng được. Rồi là sắp xếp xong. Sau khi xong, cả nhà chú ý ở phía trên này này, nó có cái hình miếng ghép. Đây. Đây. Mình sẽ vào hình miếng ghép này để mình lấy ra cái công Simply go and watch any YouTube video on your desktop browser. Mình sẽ bấm vào cái miếng ghép này. Đây, nó sẽ lên cái nút công cụ là VidIQ Vision for YouTube và có cái hình ghim này. Thì khi mình ghim ra thì nó mới nổi ra cái nút công cụ, còn không thì nó sẽ không nổi. Đấy, thì mình bấm vào cái ghim này. Thì nó sẽ hiện lên cái nút này ở trên này. Thì mỗi khi mình vào YouTube thì cái này nó sẽ tự động ở cái kênh YouTube của mình. Đấy, ví dụ ở cái trang này em vào YouTube. Và bấm vào cái kênh của tôi hay là vào video của bạn. Như này là nó cũng không hiện ra cái gì đâu đúng không? Mà mình sẽ vào cái chỗ phần video của bạn này. Đây, tôi đang tâm xin giúp mọi người cách copy đường link của một video. Mình bấm vào video của bạn ấy thì nó sẽ nổi lên cái nút công cụ đấy để mình kiểm soát. Đây, phía trên này. Đấy. Ở nhà đã ra được cái nút này chưa? Ờ, em đợi chị thực hành. Nãy giờ do giờ em. À đấy. Đấy. Thì đây là cái kênh khác của em, không phải kênh chính. Kênh chính của em bên này cơ. Thì ở đây khi mà mình kích vào đây, ở phía trên này, nó sẽ hiện lên cho mình thông tin. Ví dụ như là bao nhiêu người xem, how watch, tức là 2,2 nghìn người này. Rồi cái lượt view này, lượt view 60 phút là bao nhiêu này, short view này, tức là đây em không có cái Tâm video ơi, ngắn. Mà chuyển sang cái kênh khác thì lại phải đăng ký ở trình duyệt khác, cái mail khác à hay sao? Đúng rồi, nó chỉ nghĩ là như thế. Tức là ví dụ bên này này, tức là bên này, cái bên này theo dõi theo cái mail của chị đúng không? Vâng. Đúng rồi, cái trình duyệt bên này là một cái khác đúng không? Nhưng mà sang bên này nó không có, thì lại vẫn phải đăng ký bên này. À, coi như đăng ký ở trình duyệt khác cho cái kênh khác đúng không? Đúng rồi. Ok. Đấy, thì cứ kênh nào mình ở mở cái trình duyệt nào thì mình đăng ký ở kênh đấy, ở trình duyệt đấy. Không phải là mail của YouTube đâu, mà là cái mail của cái trình duyệt ấy. Tức là cái trình duyệt là Google gần là mình như đăng là ký. Mỗi một cái email mình thành một kênh YouTube còn gì nữa đúng không? Đúng rồi. Vâng. Thì nhưng mà ví dụ là... như chị đăng nhập YouTube ở trên cái trình duyệt này, nhưng mà trên cái trình duyệt này thì lại không phải mail này mà là mail khác. Ví dụ đây nhá, cái kênh này của chị là cái mail mail đăng ký của chị vừa nãy là cái mail đây, mail unlimited này cơ. Nhưng cái mail để của YouTube của chị lại là mail khác, không phải mail này. Tóm lại là cái nút công cụ này là đăng ký theo trình duyệt của cái mail chính trên cái trình duyệt này, chứ không phải là mail của YouTube. Tâm ơi. Dạ. Chị nói này đã nha. Cái IQ của cô á, là nó màu đỏ, không phải màu xanh nha. Mà cái công dụng của nó hay hơn là cái IQ màu xanh này nè. Là cái bữa mà bạn đó cài cho chị á, là bạn đó có thể kiểm tra được tất cả những cái bài của người khác. Là xem là họ tương, có nghĩa là những cái nào cao, những cái nào thấp, những cái từ khóa hay những cái gì mà nó được bao nhiêu phẩy ấy với các thứ đó.
coi được những cái đó để mình, có nghĩa là mình học hỏi, mình cóp những cái từ khóa với các thứ. Còn như cái này thì mình chỉ coi được cái lượng tương tác với cái lượng cao thấp của cái theo cái sơ đồ đó thôi, đúng không? Đây nhá, cái phần này có gần keyword này, nhưng mà mất tiền. Up, gray, keyword. Ở phía trong cái chỗ ba gạch này này, đây này. Chen này, hiệu tức là hiệu ứng này. Này hết rồi. Thì vào cái gạch như vừa nãy của Tâm chỉ ấy, nó giống như là cái tài khoản pro ấy, nó sẽ bắt mình mất tiền. Cái này mất tiền. Mà sau của chị á, chị tải ra xuống rồi mà nó cứ bảo là hả, cứ chị gửi cái hình lên đó, nó cứ bảo chị tải hoài. Thế à? Ồ. Lên xem. À. Trình duyệt của chị không phải là trình duyệt Chrome. Cái này là một cái cửa hàng tiện ích của Chrome. Chị ở trên chị dùng Cốc Cốc à? Hay dùng cái gì? Không, do chị dùng cái Microsoft Teams á. Cho nên là chị vào chị chưa có Google Chrome. Đây là yêu cầu tải Chrome xuống, tức là chị chưa có. Chị phải cài đặt Chrome trên máy. Thì mới dùng được cái này. Okay. Bởi vì đây là cửa hàng tiện ích của Chrome. Cái lỗi của em gửi chị nhầm ra lỗi. Để chị tải xuống. Em cài nó toàn bị lỗi. Không biết gì nào. Download into anh ơi em đang vào Zoom bằng điện thoại à? Cả hai ạ. Ừ, bây giờ em làm ra nhỉ? Xem màn hình nhá. Ừ. Chị nhìn xem nó lỗi gì. Chị em đăng ký bằng cái mail nào? Trên chị dưới đấy là mail nào? Cái mail chính của em. Ừ, em xem đi. Ok. Khi xe đừng có bấm vào cái chỗ email đó, nó sẽ bị đen đen màn hình. Bây giờ nhá. Bấm vào cái thêm vào Chrome là bị lỗi này à? Vâng. Em tắt đi xem nào. Sao mờ thế nhỉ? Anh ơi, anh khi em xem màn hình ấy, em bỏ cái tích cái ô vuông, bỏ tích cái ô vuông Optimize for Video Clip đi. Không nhìn màn hình nó mờ lắm. Em xem lại đi. Xem lại. Ừ. Đừng có tích vào cái đấy. Bỏ tích phần nào chị? Cái góc trái có cái Optimize for Video đúng không? Hay là tối ưu video ấy, nếu là tiếng Việt. Em bỏ tích cái ô đi. Optimize video. Em bỏ đi cho mình. Ở trong phần khi mà em hiện lên cái cửa sổ để chia sẻ ấy, có phải là ở bên góc trái phía dưới nó có hai cái ô vuông không? Em bỏ tích một cái ô vuông là xe tiếng âm thanh. Cái video clip đi gì? Đúng rồi, bỏ đi. Dạ, ok. Đấy, rồi, ok. Em mở cái trình duyệt lên xem nào. Tắt đi nào. Đầu tiên là chị hỏi đây có phải Chrome không? Cái trình duyệt này. Đây, trình duyệt là cái mail chính của em đây. Không, chị đang hỏi cái trình duyệt em đang mở đây có phải là trình duyệt Chrome không? À? Hay là Cốc Cốc hay là cái trình duyệt khác? Ồ, Google Chrome. Bây giờ em tắt hẳn đi. Tất cả cái này đi. Rồi, nào, bây giờ em mở Google Chrome rồi. Không, trên. Google Chrome bên cạnh 5 phút thôi. Đấy, rồi. Đây, mở cái này đây đúng không? Đúng rồi. Đây, tài khoản chính của em mở cái mail ra. Đấy, rồi. Bây giờ mở cửa hàng trực tuyến đi. Chứng tỏ là cái Chrome của em không phải là trình duyệt mặc định rồi. Lúc nào có cái ô đặt mặt là mặc định ấy. Đấy. Em ít giờ. Đúng không? Đấy, bây giờ em bấm vào chỗ Cốc Cốc. Chỗ Browse Cốc. Đấy, rồi tiếp rồi đấy. Đấy, em chọn Google Chrome. Rồi, ok. Đấy, được rồi đấy. Đi. Cho nên tại sao ra cái trình duyệt nó không được. V-I-Z. Nhầm. Rồi. Dạ. Bấm vào. Thêm mà đúng không? Rồi.
thêm điện ích. Đấy, chứng tỏ là gì? Em biết lỗi là gì, vì sao không? Đấy, ô, là cứ ra lỗi này này. Con bị thế này thôi á. Đấy, tiếng Anh ai giỏi tiếng Anh interrupt là gì đây? Phải tải lại lỗi mạng, tải không thành công. Nó bắt đầu là có phải tải gì đâu. Chị cài chương trình lên mà. Báo là không thành công. Tức là nó bắt mình tải lại ấy. Nhưng mà mình tải lại thì vẫn thế à? Không biết bị lỗi làm sao. Đấy. Nó cứ bắt mình download lại. Tức là cái này nó trên trình duyệt chứ không phải tải về máy. Của em lại toàn phải tải về máy thế kia. Đấy, thế em mới hỏi là không hiểu tại sao nên nó cứ bắt ba tải về. Mà mình bấm tải về thì là nó lại lỗi. Đây. Mọi người có ai bị không? Không hiểu lý do thế đây là khi mà mình đăng video trên YouTube mình không sao thô được nên là không thể tối ưu hết được. Không biết là nào. Ngự y mật phương là các bộ sách tập hợp các bài thuốc và phương pháp bào chế rất hiệu quả. Từ từ nào. Cái trình duyệt này của em chưa đăng nhập mail rồi. Để chị xem nào. Ẩn danh. Cái gì thì nó báo mail của mình đây thôi. Vừa thì mình đang nói. Em bấm rằng dấu cộng cho chị nào. Dấu cộng ở phía trên trên này. Thêm một thẻ khác cho chị xem nào. Vô lý nhỉ. Đâu đâu, mail đâu. Em để nguyên cái new tab đấy cho chị. Để nguyên đấy. Như thế này là chưa đăng nhập mail rồi. Em đăng nhập mail vào đi. Đấy, mail đăng nhập rồi mà. Chưa, như thế này là chưa đăng nhập. Em thử mở ra xem đâu mail của em đâu. Đấy. Tức là khi mà đăng nhập thì trên cái trình duyệt của nó sẽ phải là có cái ô 9 dấu chấm ấy để vào, như ví dụ như là đi vào mail, đi vào drive hay đi vào gì đấy. Nhưng trên trình duyệt của em chưa có. Em bấm gmail đi. Rồi gmail đăng nhập đi. Đó. Chưa có đúng không? Thế làm sao mà mua được? Có tài khoản của mình rồi. Nó báo... Có tài khoản đấy nhưng mà chưa đăng nhập. Mà cái trình duyệt của em nhìn nó cứ lạ lạ, nó không được đẹp. Đây, đây có rồi đây thì chị. Đấy. Đấy, nó vẫn vào đúng mail của mình. Rồi, có mail rồi. Sao không hiểu lỗi này. Em thử bấm vào cái chỗ cái hình miếng ghép ở trên này xem nó có những cái tiện ích gì rồi. Bởi bình thường nếu mà mua rồi thì nó phải có cái miếng ghép ở phía góc trên bên phải, miếng mảnh ghép, kiểu như mảnh ghép đấy đấy. Em đây có Chrome PDF. Cái này là cái gì? Đó, rồi em bấm vào cửa hàng trực tiếp thế này. Đó, tìm kiếm lại. Này. Nó
Hai bị lỗi thế không? Không hiểu nguyên nhân vì sao luôn. Chị cũng bị như vậy á. Thế à? Cô Tâm ơi, của chị thì như này là của chị nó hiện cái là VIP IQ Vision for YouTube là tiện ích nhân ứng cho dụng. Các chị chia sẻ nhé, tụi em chắc là mình xử lý sau ạ. Có thể đọc và thay đổi tất cả dữ liệu của bạn trên mọi trang web và sửa đổi dữ liệu sao chép và dán, như vậy là mình chứ là phải cho phép. Mình vẫn cho phép được à cô? Được. Ở đây nó ghi lỗi là tức là nếu mà mình để ở chế độ ẩn danh ấy là nó không cài được đâu. Nhưng mà của ông Ánh có để ở chế độ ẩn danh không? Không chị. Đây nha, nó ghi là gì? Một số lỗi bạn không thể thêm tiện ích khi duyệt web ở chế độ ẩn danh hoặc với tư cách khách, tức là mình phải là chủ của cái trình duyệt đấy này. Mình đăng nhập bằng Gmail của mình mà. Ừ. Thế thì có ra được không? Thì cài rồi nhỉ? Có ai bị lỗi giống em không? Thì tiếng Anh cũng bị thế đúng không? To ensure the best experience from our tool, do make sure to allow the permissions of VidIQ quiet. As creators ourselves, we know how important your channel is. Don't sell your data to third parties and don't delete your content. Do make sure to subscribe to the VidIQ channel. Nếu mà cái được ngay, chị duyệt nào chị cũng làm được ngay mà. Nó có bị làm sao đâu. VidIQ, welcome to the family. Chị cũng cài được ngay Tâm ạ. Này là phần tốt, phần Elsa là phần gọn đấy thôi. Phần này nó mắc gấp mấy phần của Elsa đó. Phần này nó nưng, nó không có bị dão. Nhưng mà đây là chỉ ghi lỗi là ẩn danh một cái thôi. Tư cách khách. Dễ thương hơn chứ. Không, cái đó nó không có cái này. Nhưng mà người ta không có cái đầu. Bây giờ người ta nghỉ bán đồ dởm rồi. Thế thôi. Bây giờ làm nào do máy nhỉ? Chị Kim Anh cũng bị như thế đúng không? Chị ông cài được chưa? Của chị cũng chị cũng bị là do chị kiểm tra là chị thấy do mình tải xuống nó không được. Thì trước đó tải mấy lần rồi, cho nên là chị đang tìm xóa. Mà xóa mấy cái cũ thì được, nhưng mấy trước đó nữa xóa không được. Tìm chưa ra những file trước đó, nó không cho xóa tiếp. Cô Ultra View không? Để em vào thử xem nào. À, em vô kiểm tra giùm chị đúng không? Ok. Ultra View để chị coi chị có... Hay là chị chia sẻ màn hình của em cho, của chị cho em vào đúng không? Để em vào em kiểm tra một chút, bởi vì nói nó cũng khó. Em cũng sẽ chia sẻ màn hình cho mọi người nhìn thấy. Rồi rồi. Vậy thì để chị coi cái ultra view của chị đọc số nha. Rồi của chị thì 600 39763. Bát nó không 39763. Đúng rồi. Bát của nó là 7358. Có chia sẻ được màn hình. Có hai cái chôm, em vào cái nào cũng được, đất Việt chôm nè cũng được. Rồi. Bấm.
cài mấy cái này. Có những cái mà đây nè, hồi nãy chị có tải cái này về đó, viết IQ đó, mà chị thấy là kêu là phải làm trong chom, cho nên là chị phải thoát ra, chị làm bằng Google thì nó không được. Có thêm, nãy chị cũng có thêm. Chị cũng giống cuộc hả anh, có phải tải cái gì đây? Thì ý là chị muốn làm Google thì nó không cho, còn làm trong cái nền tảng này thì hồi nãy chị làm cái bước này là tiện ích của Google Chrome mà chị, làm sao dùng được cái khác? Hồi nãy chị nó khác cái giao diện của em á. Hồi nãy chị thấy tại vì do đúng rồi, hồi nãy chị thấy nó khác giao diện của em thì chị tới cái lúc mà thêm vô rồi đặt mất một khác phải em, hay là đúng bát của nó? Password chị thích đặt là cái gì đặt, không phải là password của mail được. Ok, rồi. Em cài luôn đi. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi. Tìm anh à? 1, 2, 4, 5, 6. 2AA luôn đúng không? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, AA. Để chị ghi vô cho mình chị quên. Trời, nó có gì vậy? Nãy chị ra tới cái màn hình đây, cái lượt đây mà rồi. Hồi nãy chị ra rồi, cái chị phải gỡ ra đó. Đó, nãy nó ra tới đây. Nhưng mà chị không biết làm nữa. Đấy. Ok rồi nha, bây giờ vào từ vào YouTube này. Giờ nó mới gửi mail về nè. Đúng chưa? Được rồi không? Có gì à? Đấy, có rồi nha. Ok. Thế thì anh làm sao nhỉ? Đấy, của chị Kim Anh cũng bị lỗi thế nhưng mà vẫn cài được đây mà. Ok, được rồi. Nãy nó chị chưa đăng nhập email, cảm ơn em. Tại chị thấy chị sợ chị làm sai, chứ ban đầu là đã vô được cái kia rồi nhưng mà chưa tạo cái tài khoản mới thôi. Được rồi đúng không em? Ok. Em ghim nó luôn, em ghim nó giùm chị luôn đi. Ghim cái gì chị? Ghim cái màu xanh xanh gì ở trên góc này phải không? À em ghim rồi đây. Em bấm rồi đây. Rồi. Nó hiện lên ở đây rồi. Vào YouTube của chị là có rồi đây là gì? Chị có YouTube kênh nào đâu? Chưa đăng ký kênh YouTube. Đây đây Việt Góp thì còn gì nữa? Tức là mặc định cái mail của mình đã là một cái tài khoản của YouTube rồi. Còn mình có dùng hay không thôi. Ok. Đây chị bấm vào đây một cái đã, có tài kênh của chị đây còn gì? Ok, rồi bây giờ chị up lên là chị vô kênh của chị up thôi đúng không? Rồi, thì đây chị đang ở kênh của chị đây này. Chị muốn tải video lên thì chị bấm vào cộng tạo video này. Ok, vậy lát chị up thử lên coi thử được hay không rồi chị báo tiếp. Ôi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn em. Cái này chỉ cho mình đọc cái phần bên mình, phần mềm bên mình thôi chứ không đọc được cái phần bên người khác đúng không? Em cũng chưa biết, nhưng chưa nghiên cứu đấy. Cái kia là nó đọc được cái những cái phần của bên người ta nữa. Có nghĩa là nghiên cứu những cái gì mặt mạnh mặt yếu. Mất tiền đấy chị Thủy ạ. Em thấy không, nó có cái khi mà bấm vào này nó hiện lên bro và rồi đây này. Ví dụ như là Chen Alert Most, ví dụ em chuyển sang tiếng Việt nha. Đây. Cảnh báo xu hướng này, xem nhiều nhất này, kiểm tra kênh này. Đấy, tóm lại là ý tưởng hàng ngày này, đấy. Xem nào, có cái gì không? Có nghĩa là gì? À, mình lại phải add cái kênh của mình vào đây. Add kênh vào đây. Đấy. Đấy, như thế là vào đây mình sẽ thấy được là nó sẽ có cái loại là basic, tức là loại cơ bản. Còn loại mất tiền là loại boost này chắc là mất 29 đô một tháng này. Đấy, chứ không phải tự nhiên mình dùng miễn phí được đâu.
đúng không? Phải cho miễn phí mà. Đây này, continue to thì nó cũng có là gì? À, đây là gì sao tiếng Việt cho dễ. Đây nó cũng sẽ có các cái chức năng này với cái gói free. Đây, mình bấm vào đây. Đây nó cũng sẽ ra cái xu hướng cho mình này. 5 bước để tối ưu với VIQ này. Đây. Đúng không? Đây là những cái từ khóa mà những cái video hay được xem nhiều này. Mô học là tái bảng học kỹ phần tổng kết. Không thử cái này đi. Clip trend video editing này. Thôi, mẹ trả lại. Đây là những cái mà xem nhiều này, đúng không? Đây là clip trend. Đây là những từ khóa đấy, đấy. Nhưng mà cái này là chỉ đọc trên trang em mà. Đây là chỉ mỗi trang của mình thôi. Còn cái kia nó đọc trên mọi trang luôn. Nó phân tích trên mọi trang, trang của ai, những mặt mạnh. Mặt, thế thì chắc phải mất tiền chị ơi. Vừa nãy cái gói bao nhiêu đô đây? Chắc là vậy. Để tối chị điện hỏi bạn đó. Vâng, chắc mất tiền. Đây này, toàn upgrade boost này này. Chị nhìn thấy không? Đây, ví dụ như bài thế nào là một bài thuyết trình bao voi tốt, thầy Phong Đặng. Còn cái very high này là ẩn hết này. Mất tiền. Cái kia nó đọc hết tất cả mọi cái luôn. Những cái bài của cái ông nào xem có bị mất tiền không? Cần, này. Chỉ cần đưa lấy cái tên lên là đọc hoàn toàn tất cả những cái bài, một bài của ông đó, phân tích với các thứ là cái nó phân tích thì tốn 5 mặt với các thứ gì của ông đó là cao thấp ấy với các thứ thôi cơ. Nó bị ẩn hết, tức là những cái gì chắc là mất tiền này. Cái kia là đọc hết mọi dữ liệu của người ta luôn. Nói chung là mất tiền thì nó sẽ cũng đáng đồng tiền thôi. Từ khóa sale này. Đấy, các video có xu hướng tăng nhiều người xem. Nói chung là toàn mất tiền thôi, upgrade to grow này. Vừa không. Đây là for you to be. Đây là clip of the power. Đây này, tiêu đề cho video này, mô tả cho video này, keyword này, đấy. Và mình chỉ được hai tài khoản thôi. Còn muốn dùng nhiều unlock full asset thì phải lên vừa đầu. Đấy. Tiện ích của chị Thủy vẫn là tiện ích này, nhưng mà đại khái là chị đang nói là cái bạn cài cho là tối ưu được. Cũng một cái tiện ích. Đây mình có từ khóa đây là gì? Không tìm thấy. Đấy, nói chung là mới tìm hiểu cũng chỉ biết thế thôi. Có ai không cài được nữa không ạ? Có em Ánh đúng không? Đối thủ cạnh tranh xem nhiều nhất. Đối thủ cạnh tranh xem này. Ở đây. Đối thủ cạnh tranh vào đây mình cũng vẫn phải là kết nối kênh YouTube này. Xem vào đây mình xem này. Vẫn upgrade, vẫn mất tiền. Đây vẫn là các video của mình thôi.
là chị thì hỏi đi sau phản hồi lại thôi, chứ còn mình cũng chỉ được thế thôi. Không hơn. Ủa Tâm ơi, bác vừa có chuyện gì quên mất tiêu rồi. Kim Anh A gì quên rồi. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, A cộng. À, cảm ơn. 1, 2. Kim Anh là Kim là viết hoa. Chị K. Ok, rồi, cảm ơn em. Mà cần phải nhớ đâu, nó lưu lại rồi mà. À, chị có một cái nào không bây giờ nhớ bắt buộc kể cả tài khoản ngân hàng. Sao mà nhớ, bây giờ máy tính nó lưu lại hết cho mình mà. Hả? Thôi kệ nó đi, không ảnh hưởng gì con. Nào, có ai hỏi gì nữa không? Anh Sơn có làm được không? Làm được. Kim Anh nói gì mà tắt mic thế? Đang nói với hai cha con thì, nữa. Ok, không ai hỏi gì nữa thì thôi mình nghỉ thôi, một rưỡi rồi. Ok, cảm ơn cô giáo Tâm. Bây giờ mình sẽ thực hành. Cảm ơn kênh đẹp đẹp vào. Cảm ơn chị. Chúc buổi chiều vui vẻ. Chúng ta cùng nhé.